每突然撞破那套牢被我解锁，逆转的绵长躯壳如破魔，像尽头又越犯中错。迷惑一迷迷会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。没分左思想飞出天际的一个，为了想清楚，寻真相再破。迷惑过，会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。困阻思想飞出天际再激堕，为了想清楚，寻一个结果。只要loài người biến mất khỏi thế giới này, thì thế giới này mới có thể chính thức được tái sinh. Và đây là ý nghĩa cuối cùng của loài người, là đại quang vinh của sinh mệnh. Lần này là do bé Hân đánh bừa mà trúng gián tiếp vào trận âm mưu ngày đại quang vinh này, nhờ vậy mới có thể cứu được nhiều người. Hai tháng nữa tôi và bé Dân sẽ đi di cư ở Úc. Thật không ngờ cô rời khỏi đây sớm hơn chúng tôi. Trước khi chúng ta đi về, chụp tấm hình lưu niệm đi. Để tôi chụp cho. Đứng giữa đi. Phải chứ. Nhìn hướng này nha. 3, 2, 1. Hình ok không? Cũng được rồi. Cũng đẹp đó. Ok, cảm ơn cô. Không có gì. Chút nữa tôi gửi hình cho mọi người nha. Thì ra trễ vậy rồi sao? Tôi có hẹn bạn, tôi về trước. Chỗ này là quà hợp thạch đó, để tôi chở về chơi. Tôi tự đi về được rồi. Bye bye. Bye bye. Bà Dinh hứa với con gái, sau khi trúng tuyển đại học, đồng ý cho nó nuôi chó. Mà nhớ là lúc trước, con vẫn thỉnh thoảng qua lại nuôi chó làm tình nguyện viên mà. Bây giờ con còn qua lại không? Con có thể giúp má hỏi thăm có được xin nuôi chó không? Dạ được, để con hỏi anh Sâm. Nó rành hơn con luôn hả? Không phải con thân với trại nuôi chó sao? Thì dạo này con ít đi đó mà, mới đây Anna với anh Sâm mới đi xong. Con nói cái cô có chìa khóa nhà của con, có thể tự nhiên ra vào suốt ngày lên chỗ Sâm để làm máy tính na gì đó. Người ta tên là Anna. Cô ta tới trại nuôi chó chung với Sâm hả? Chắc là mấy ngày mà chúng ta đi Singapore đó. Con thấy trong điện thoại của Anna được có hình chụp Sâm với lại đám chó con. Con gái, con đứa, suốt ngày trường mặt lên nhà bạn trai người ta. Giờ còn nhân lúc con không có ở Hồng Kông qua trại nuôi chó chung với Sâm. Con nói đi, chỗ đó chắc chắn có một khuôn viên cùng nhau ngắm hoàng hôn, lãng mạn lắm đó. Em lại muốn nói gì nữa? Phải đôi má à, má đừng suy nghĩ nhiều quá mà. Con nói cái cô Na đó, nếu không có tình ý với Sâm á, thì má chơi mặt trượt sẽ thua hoài. Là em tự trù quẻo em thôi, đừng có trách ai nữa nghe. Trời ơi, con gái à, con gái ngoan, tính cách này của con thiệt thòi lắm đó. Con có biết không, tuyệt đối con đừng quá đề cao năng lực đàn ông. Cứ coi như Sâm không có gì với cái cô Na đó. Nhưng nếu như cái cô Na thật sự có gì với Sâm á, thì Sâm sẽ rất dễ bị mất tự chủ đó. Mami à, em thật sự nghĩ hơi nhiều rồi. Nghĩ nhiều còn hơn là nghĩ ít. Một phút bất cẩn thôi, mai mốt người than khóc sẽ là mình đó. Cái cô đó suốt ngày lên trên nhà con, lên thêm mấy lần, lên giường của con luôn thì sao? Đi tắm trước đã. Ê, con gái lớn rồi, nó biết suy nghĩ. Em đừng có nhiều chuyện như vậy. Không phải là em nhiều chuyện, đây là thiên chức của người làm mẹ mà. Mua máy nướng bánh mì, chẳng thà mua lò vi sóng, vừa được nướng bánh mì lại được hâm thức ăn, còn nướng bánh bông lan được nữa. Chà, có nhiều công dụng tới vậy hay sao? Nè, được đó. Danh mục ở đâu ta? Alo, ba. Má của con đang lên nhà mới của tụi con. Nó tìm cái cô Na gì đó, nó có vài chuyện nhắc nhở cô ta đó. Má mi ghé nhà con tìm Anna hả? Ê, ba không ngăn được má con mau về nhà xem đi. Đừng để má con làm lớn chuyện nghe. Dạ được. Nè. Không cần phải lo lắng quá đâu. Tối hôm qua bác gái có gọi cho anh, nói là muốn hỏi thăm chuyện máy tính giùm bạn. Nên anh cho số điện thoại Anna cho bác gái, kêu bác tìm Anna để hỗ trợ. Chắc là Anna giúp bác gái mua đồ, nên giờ bác ấy mới lên nhà đó. Bác gái uống trà. Gọi tôi là bà Mã, ngồi đi. Cô tên gì Na? Tôi là Anna, hoặc bác gọi tôi là Hỷ cũng được. Bà Mã, bạn của bác rốt cuộc máy tính bị vấn đề gì vậy? Bạn của tôi không biết cách lên mạng bằng loại TV đời mới này. Nếu vậy thì không phải vấn đề máy tính, là vấn đề TV đó. Cũng giống nhau thôi, cũng là lên mạng kìa.
Tivi ở nhà bạn tôi giống y chang loại tivi này. Cô mở lên dạy tôi đi. Được thôi. Đang chiếu Đường Tâm Ba. Đừng chuyển kênh, đừng chuyển kênh. Tôi đang xem lại bộ phim này. Dạ được. Vậy bác coi chút nha. Nhìn cái cô Trần Mẫn Chi này tôi thấy nóng máu à. Suốt ngày bám lấy Đường Văn Long. Người ta đã nói là không thích cổ rồi, nhưng cái cô này cứ thích bám lấy người ta. Đó, rồi cũng tới ngày lên nhà của người ta, sau đó quyến rũ Đường Văn Long là chuyện sớm muộn thôi. Tôi không có theo dõi bộ phim này. Hay là vậy đi, tôi thấy chúng ta nên nghiên cứu vấn đề lên mạng trước. Khoan đã, xem xong đi. Nói gì thì nói, tôi cảm thấy cô và Trần Mẫn Chi có nhiều nét giống nhau. Cả hai người cũng đều rất gầy đó. Mami. Má gái. Sao má tới đây không báo cho con biết trước vậy? À, không. Má lên đây có chút chuyện tính nhờ Anna. Ai về đúng lúc. TV chiếu lại phim Đường Tâm Ba, nên má với cô ta ngồi xem phim chung thôi. À, xem phim thì má về nhà mà xem. Ba đang đợi má ở nhà kia. Không được, má chưa có hỏi xong mà. Ý, bác gái, nếu bác cần hỏi về vấn đề máy tính thì đúng rồi, hỏi Anna đi, cô ấy rất giỏi đó. Đúng là tôi có chuyện muốn hỏi. Tôi muốn hỏi là tại sao trong điện thoại cô có ảnh của cậu ấy vậy? Có ảnh của tôi hả? Mami à, đừng có nghĩ bậy bạ mà. Nếu có gan á thì mở khóa điện thoại của cô cho chúng tôi xem thử. Cô ta đâu dám mở, chứng tỏ có mờ ám đó, mọi người thấy chưa? Được mà. Đó, nhìn nè, nhìn đi. Nhìn đi, nhìn, nhìn đi. Con không biết đâu. Có ảnh bạn bè trong máy điện thoại cũng đâu có gì lạ đâu chứ. Mẹ con cũng có nhiều lắm. Nhưng mà không phải chụp một cách quang minh chính đại. Tấm ảnh cận mặt nào cũng đều là ảnh chụp lén hết. Cô có ý đồ gì hả? Phải. Tôi thích sếp xem. Con hồ ly tinh, tự mình thừa nhận thôi kìa. Mami à, cái cô này, má đừng có làm mất mặt như vậy có được hay không? Sao cô lại lớn tiếng nạt má? Người thấy mất mặt không phải là má, là cô ta. Sao cô suốt ngày cứ bám lấy chồng của người ta vậy hả? Bộ cô thèm thuồng đàn ông, thèm dữ dội như vậy rồi. Sao? Ôi, mami à, đây là chuyện giữa ba đứa tụi con. Má về nhà trước đi. Má hết nói nổi con rồi. Con đừng có mềm lòng đó nha. Hả? Anna, hy vọng cô không trách má của tôi. Bà ấy cũng lo lắng cho tôi thôi, nên mới nói nhiều như câu khó nghe như vậy. Tôi xin lỗi. Thì sếp Sâm là người đàn ông tốt, thích anh ấy cũng hợp lý mà. Nhưng mà tôi không nghĩ sẽ nói cho anh ấy biết, và cũng không hề nghĩ đến việc làm tiểu tam phá hoại mối quan hệ của hai người đâu. Anh ơi, tôi không mong muốn thấy được phản ứng của anh thế nào. Có lẽ cứ coi như Đỗ Như Phong thích Lương Triều Dĩ, Đỗ Như Phong cũng không hề muốn phá hoại Lương Triều Dĩ và Lưu Gia Linh mà. Tôi cũng sắp đi rồi, đi sang nước Nepal. Chớp mắt tôi đã quên mất anh rồi. Nè, tôi có hẹn bạn. Về trước nha. Em xin lỗi. Em không biết là sự việc sẽ như thế này. Sẽ phải nói lời xin lỗi chứ. Nếu như có nói thì cũng là anh nói. Má của em thương em cho nên mới làm như vậy mà thôi. Anh thật sự không biết là Anna đối với anh. Nè, anh với cô ta thật sự chỉ là đối tác trong công việc được mà thôi. Được rồi. Trước giờ em chưa từng nghi ngờ anh điều gì hết. Vậy thì tốt rồi. Vì người vợ yêu dấu này của anh nghĩ anh không chỉ học võ tự do để bảo vệ em, anh còn phải học thêm vài chiêu ngăn ngừa ông bướm mưu quanh anh để mà tự vệ. Una ilusión enamorada profundamente ay se haga de ti. Y lo que me esperaba, caí en tu trampa, pero ya.
que de mi corazón nadie se va a aprovechar. Porque cuando juegas con fuego te vas a quemar. Cuando llegue tu tiempo lo vas a pagar. Ngô Quy, tôi nghĩ chắc mọi người không lạ gì hắn đâu. Dương Chấn Quy, biệt danh Ngô Quy, 45 tuổi, là đàn em của đại ca Hội Thắng Liên, năm ngoái mới lên làm người nắm quyền. Gần đây Ngô Quy rất tiến thủ, ma túy, dây nặng lãi, mại dâm, tống tiền, làm đủ tất cả là những việc mục tiêu trọng điểm cần chúng ta chăm lo. Nhưng mà cho dù bắt được hắn, cũng chưa từng thành công định tội được hắn. Lần nào hắn cũng bắt đàn em đứng ra nhận tội thay mình, dĩ nhiên có thể ung dung tự tại rời đồn cảnh sát rồi. Gần đây chúng tôi theo dõi Ngô Quy, phát hiện hắn có quan hệ thân thiết với giới nhà Đức. Giới nhà Đức? Sao Hội Đen áp bức đúng hơn nữa? Hắn giúp giới nhà Đức dùng thủ đoạn phi pháp để ép buộc người dân. Tạc sơn cũng có, chọi nội tạng lợn cũng có. Còn nữa, làm ngạt cống, ngưng điện, thu mua khu nhà cũ với giá thấp, rồi xây lại, thật sự là một mối béo bở. Bên chống tội phạm đã làm rất nhiều việc. Cấp trên thấy thời cơ đã chín mùi, hy vọng lần này có thể định tội Ngư Quy. Vì vậy, giao cho điểm ô để phụ trách. Tòa án phê duyệt lệnh khám xét. Chúng tôi lần lượt ở nhà của Ngô Quy, văn phòng làm việc và nơi hắn thường xuyên ra vào, gắn máy quay và máy nghe lén, theo dõi xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ. Sam, Nick, tôi muốn hai đội các cậu kết hợp hành động, cùng nhau điều tra Ngư Quy. Yes, yes sir. Lệnh khám xét của tòa án chỉ có thời hạn 2 tuần thôi, vì vậy mọi người nhất định phải tranh thủ thời gian. Yes, sir. Chào ông Nguyễn. Xin chào ông Nguyễn. Ông Nguyễn, tôi muốn hỏi ông là... Các bạn phóng viên báo đài, hôm nay tôi không có nói gì đâu. Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn ủng hộ mặt cô cháu của tôi. Hôm nay nó mới là nhân vật chính. Và tôi hy vọng ngày hôm nay mọi người tập trung vào sự kiện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thưa các anh em phóng viên đài báo, chào mừng đến với buổi họp báo của Layer First thuộc tập đoàn Ngụy Phong. Bây giờ chúng tôi xin mời người sáng lập Layer First, kiêm chủ quản phòng dữ liệu kỹ thuật của tập đoàn Ngụy Phong, anh Ngụy Tử Lạc, và vợ của anh ấy, cố vấn phòng PR của tập đoàn Ngụy Phong, cô Du Lệ. Xin mời hai vị. Chào mừng sự có mặt của quý vị. Bây giờ tôi xin tuyên bố công ty thuộc tập đoàn Ngụy Phong Laser First chính thức thành lập. Bây giờ tôi xin giới thiệu những thành viên trong chiến đội Laser First. Thật ra mỗi người bọn họ đều được anh Ngụy Tử Lạc đích thân chọn lựa, nhưng họ khác với những tuyển thủ game thông thường. Họ có thực lực cấp độ chuyên nghiệp, ai ai cũng đa tài đa nghệ. Họ quả thực là thần tượng của giới game thủ. Lợi hại lắm, lợi hại lắm. Cảm ơn sự diễn xuất của các vị. Anh Ngụy à, tôi muốn hỏi anh, tại sao lại nghĩ ra ý tưởng thần tượng game thủ này vậy? Bởi vì tôi muốn tạo ra một đội game không giống các đội khác. Thành viên của đội tôi không chỉ có thực lực cấp thế giới, còn có sự quyến rũ của cấp minh tinh. Ngoài việc họ sẽ tham gia các trận thi đấu nhằm vào ngôi vị quán quân thế giới, còn tham dự các hoạt động giải trí khác nhau. Tôi tin rằng giải trí hóa thể thao điện tử sẽ là hướng phát triển mới của các ngành nghề. Từ nhỏ tôi đã rất thích chơi game. Tham gia thể thao điện tử mà nói là ước mơ đối với tôi. Vào thời khắc Laser First được thành lập này, tôi phải cảm ơn vợ của tôi, Rachel. Nếu cô ấy không cổ vũ tôi thực hiện ước mơ này, tôi nhất định không đủ quyết tâm thành lập Laser First. Cảm ơn vậy. Còn một người nữa tôi nhất định phải cảm ơn, và người đó là chú ba của tôi, ông Ngụy Đông Hải. Các cổ đông cũng có rất nhiều thắc mắc đối với ngành game thủ này, nhưng mà chú của tôi vẫn luôn ủng hộ tôi, đồng ý cho tôi làm Laser First. Chú à, cảm ơn chú. Được rồi, cuối cùng là các bạn phóng viên có câu hỏi gì muốn hỏi xin mời phát biểu. Marco
Tôi biết tập đoàn Nguyễn Phong lần đầu đầu tư đổi mới sản nghiệp, cho hỏi quy mô đầu tư đại khái như thế nào vậy? Trước tiên chúng tôi sẽ đầu tư vào nhà thể thao điện tử, đồng thời đầu tư khoản tiền lớn vào việc tuyên truyền, giới thiệu thần tượng game thủ thuộc tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi có thể tạo ứng dụng game và phát hành khắp cả nước. Tôi hoàn toàn tin rằng có thể trong vòng một năm khiến Laser First trở thành mục tiêu phát triển nhanh nhất của Nguyễn Phong. Nguyễn Phong muốn đấu giá được lô đất với giá cao, có thể tiết lộ sẽ xây dựng hạng mục gì không? Câu hỏi này của cô hỏi rất là hay, nhưng mà tôi không phụ trách về nhà đất. Những câu hỏi này hỏi lại chú của tôi thì hay hơn. Quay lại vấn đề chính, ngoài việc tạo ứng dụng chơi game, chúng tôi còn mời được cựu quán quân thế giới làm huấn luyện viên. Mục tiêu trong vòng 3 năm sẽ đăng quang ngôi vị quán quân thế giới. Xin lỗi nha, tôi vừa mới họp online với đối tác Bình Đức, nói hơi lâu. Đủ người rồi họp thôi. Cậu thông báo cho Marco nó họp hả? Đã thông báo anh ấy rồi. Xin lỗi nha, tôi ngủ về trễ, làm tóc xong mới tới được, vì vậy nên tới trễ một chút. Dạo này Marco vì chuẩn bị cho họp báo bận biểu suốt cả tháng trời, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi, có đúng vậy không? Nên ngủ quá giờ một chút thôi. Không sao, có mặt thì được rồi. Cũng chưa hẳn là bận quá, nhưng mà tối hôm qua tiệc tùng với các thành viên, chơi suốt từ tối tới sáng, sáng nay mới được về nhà đó. Buổi họp báo thành công như vậy, dĩ nhiên phải ăn mừng rồi. Đúng là phải khen vợ của con. Tổ chức họp báo thuận lợi, cố vấn phòng BIA này nhất định phải khen thưởng mới được, đáng được ghi công đó. Con cảm ơn chú. Sao rồi, có phải họp bàn chuyện gì không? Nana, bàn đi. Rồi, bắt đầu đi. Buổi họp ngày hôm nay nói về một chương trình quan trọng liên quan tới hạng mục xây dựng ở Vịnh Thổ Qua. Trước mắt số vốn đầu tư đã sắp xỉ 2 tỷ đô rồi. Và tuần trước, chính phủ công bố đưa Vịnh Thổ Qua vào kế hoạch phát triển tương lai. Quy hoạch là từ đầu, rất có lợi cho dự án của chúng ta. 2 năm trước chúng ta từng dự đoán chính phủ sẽ tái quy định Vịnh Thổ Qua, thu mua các tòa nhà của ở đó, chuẩn bị là một hạng mục tổng hợp quy mô. Sau khi hoàn thành, lợi nhuận của cả hạng mục này sẽ vượt qua 10 tỷ đô. Bây giờ phần quan trọng nhất ở đường Bắc Đế, chúng tôi đã tìm ra công ty trung gian hỗ trợ. Thành công có được sự đồng ý sang nhượng đất đai của hơn 75% doanh nghiệp ở 4 tòa nhà cũ. Vậy tức là còn thiếu 5%, chúng ta có thể xin 20% cưỡng chế. Nè, Ray à, mấy tòa nhà cũ ở đường Bắc Đế là trọng tâm của cả hạng mục đó. Nhớ để phải thu lại cho bằng được nha. Cậu hỏi công ty trung gian đi. Mục tiêu của chúng ta là xin cưỡng chế vào quý 3 năm nay. Không thành vấn đề. Ê, hình như vấn đề được giải quyết rồi hả? Vậy cuộc họp kết thúc thôi, giải tán. Chúng ta còn phải bàn chi tiết các hạng mục đầu tư nữa. Marco à, con là cổ đông lớn của Ngụy Phong đó. Hạng mục đầu tư ở Vịnh Thổ Qua lớn như vậy, con phải nắm cho rõ mới được. Ê, chuyện công ty của chú trông chừng thì được rồi. Con còn nhiệm vụ phải làm nữa. Tối nay con phải bàn chuyện hội diễn pháo bông mừng ngày thành lập. Nè, Ray à, có chuyện gì quan trọng anh báo lại cho tôi biết sau. Xin chào mọi người. Ngụy Đông Hải, chủ tịch. Cái thằng phá gia chi tử vô dụng đó, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm với vợ nó, bây giờ còn tổ chức cuộc thi chơi game. Con muốn trở thành hạng mục phát triển nhanh nhất của tập đoàn Ngụy Phong, rõ ràng là khiến công ty thua lỗ. Từ lúc nó tạo ra trò chơi dùng để nuôi cái bọn vô dụng, tất cả đều đang bị thua lỗ. Lần nào họp cũng tới trễ. Hôm nay hiếm khi đầy đủ thành viên hội đồng dự họp. Chúng ta cũng chiều nó, tan sở 5 giờ mới bắt đầu họp. Nó cũng tới trễ được, vừa tới chưa được 10 phút thì đã đòi về rồi. Chúng ta vất vả giúp công ty kiếm tiền, nó thì không cần làm gì hết, ngồi không rung đùi chia phần lớn, vậy công bằng sao? Đúng là không hề công bằng. Anh hai thì mất sớm, đây là toàn bộ cổ phần cho thằng phá gia chi tử, cái thằng nhóc này không có cống hiến cái gì hết, đã trở thành cổ đông lớn của tập đoàn lớn nhất nước rồi. Nói Ngụy Phong là do Bắc Hai sáng lập ra, cả một vương quốc làm ăn, bà cũng có công tạo dựng mà. Chữ Ngụy trong Ngụy Phong bà có phần đó. Nếu anh hai còn sống, bà chia với ông cũng không sao. Bây giờ thằng phá gia này được chia hơn một nửa, bà thật không cam tâm. Không cam tâm thì đã sao, dù gì nó cũng là cổ đông lớn của Ngụy Phong. Bà nuông chiều nó như một ông vua nhỏ, phải diễn kịch trước mặt mọi người, ủng hộ nó, bảo vệ cho nó, giúp nó dẹp loạn. Con cũng thấy khổ giùm ba đó. Để rồi coi, sẽ có một ngày ba đá thằng nhóc này đi, Ngụy Phong sẽ thuộc về ba hoàn toàn, thuộc về hai cha con chúng ta. Wow, đẹp quá à. Em có thích món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị này không? Em thấy thích lắm. Cảm ơn anh, đã vì em cãi với đám bô lão công ty. Đâu có cãi cái gì, anh là cổ đông lớn. Anh nói 30 năm thành lập công ty phải bắn pháo bông thì bắn pháo bông, không ai có thể phản đối được. Cảm ơn anh.
Sao lại nhìn em chằm chằm vậy? Em đẹp đó. Tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời. Là ông trời ban tặng cho anh. Camera sẵn sàng. Action. Quá. Nè, bà đi bậy hả? Đi bậy cũng đâu có hôi gì. Trời, tội nghiệp quá trời. Trời ơi, thịt bị hôi hết rồi, không có bán được rồi. Dưới sàn thì nước thối tràn ra, vì vậy bà sẽ không mở tiệm được, lỗ vốn mất tiêu luôn. Quan Tài Đinh, mấy lũ khốn các người, xã hội đen. Lúc trước cậu gửi giấy vàng mã cho tôi, bích lỗ chìa khóa cửa, lần này thì cắt điện của tôi. Trời ơi, bà đừng có đổ oan cho người tốt nha. Xã hội đen cái gì chứ? Tôi kiện bà phỉ bán tôi đó. Các người muốn ép tôi bán cái cửa tiệm này thôi. Tôi nói cho cậu biết, cửa tiệm này do chồng quá cố của tôi để lại. Dù thế nào cũng không bán, tôi không sợ các người đâu. Trời ơi, bà già ơi, bà cũng đã sắp quy tiền rồi mà. Bà không bán, để lại không lẽ đem theo vô quan tài sao? Nè, mấy người làm cái gì vậy? Gì? Nè, chị Mai báo cảnh sát đi. Đừng có nhiều chuyện á. Bà ơi, có phải bà muốn quan tài đinh này đóng đinh giùm cho bác không vậy? Mấy anh cảnh sát tới đây á, nếu bắt tụi tôi về đồn, cô không có bằng chứng, không làm gì được tụi này đâu. Không có bằng chứng hả? Mấy cặp lỗ tai đây nghe mấy cậu nói đóng đinh giùm tụi già này, còn nói không có bằng chứng, tôi kiện cậu tội hăm dọa còn được nữa. Đúng đó. Có nhân chứng luôn rồi, cảnh sát mà tới cậu chết chắc cho mà coi. Trời. Con trai tôi đã đốc xác cấp cao của điểm ô đó. Tôi cho cậu biết trước, đảm bảo cái người không có thoát được tội đâu. Trời, sợ quá trời luôn. Đi đường cẩn thận nha. Sợ quá. Cẩn thận, sàn trơn lắm mà. Thật sự cảm ơn hai người, bác Phúc, bác Trần. Hai người không sợ mệt, giúp tôi xử lý thịt thiêu, còn dọn sạch sẽ cửa tiệm nữa. Láng giềng với nhau, không cần khách sáo vậy đâu. Bọn chúng làm như vậy, lỗ nặng rồi ha. Một đêm thôi, đã lỗ hết mấy chục ngàn tiền hàng rồi. Mấy cái tình đê tiện đó, vì muốn thu mua nhà, đúng là không còn nhân tính mà. Cái gì cũng dám làm. Tôi không tin bọn xã hội đen này dám làm gì. Báo cảnh sát. Tôi đã báo rồi, mấy anh cảnh sát thì giống như hồi nãy quan Tài Đinh nói vậy đó. Không có chứng cứ, không thể làm gì được họ. Cảnh sát họ làm việc thì cũng phải có bằng chứng xác thực mới được. Cô không thể trách được họ đâu. Chúng ta không có bằng chứng, nhưng có thể chủ động thu thập bằng chứng mà. Xem ra Sherlock Holmes có cách rồi. Làm sao? Nè, chúng ta nhất quyết lén cài mấy cái máy ghi hình mini. Tới lúc đó nếu bọn chúng còn tới đây kiếm chuyện nữa hả? Ghi lại bằng chứng phạm tội của chúng. Tới lúc đó bằng chứng xác thực, bắt hết bọn chúng về đồn cảnh sát. Khoảng thời gian này chúng tôi đã cải trang thành nhân viên công ty vệ sinh và viễn thông, lên văn phòng công ty mậu dịch của Ngô Quy và cài máy nghe lén ở nhà của hắn. Nhưng mà hắn rất ít khi về công ty. Hắn vừa về tới là đi ngủ nên không thu thập được gì. Quy và Hiếu cũng đã từng làm người giao hàng đến quán bar của Ngư Uy.
gắn máy quay mini ở quầy bar và trong phòng làm việc của Ngư Uy. Nhưng mà những gì ghi được đều không hữu dụng. Sau đó còn đến cả phòng xông hơi mà Ngư Uy thường xuyên lui tới, đồng thời cũng có phần đầu tư và kiểm tra định cư cho máy xông hơi, gắn máy nghe lén trong phòng xông hơi VIP mà hắn hay dùng. Nhưng mà tạm thời vẫn chưa thu thập được gì. Điện thoại của hắn luôn được chúng tôi theo dõi sát, thu thập lịch sử cuộc gọi của hắn. Nhưng hắn nói điện thoại rất cẩn thận. Theo dõi đã nhiều ngày, trên cơ bản thì Ngư Uy đều dùng sim rác để gọi điện, cho dù có chuyện gì đó quan trọng, cố tình hẹn gặp ở nhiều điểm khác nhau, nên rất khó thu thập được gì từ hắn ta. Tôi Ngư Uy này khó nhằn thật đó. Lệnh khám xét của tòa án 2 ngày nữa là tới hạn rồi, tòa án chưa chắc sẽ duyệt nữa. Nếu có thêm thời gian để theo dõi hắn, tôi không tin không tìm được sơ hở gì đâu. Tôi còn nhớ hôm đó sau khi lên công ty mậu dịch của hắn để gắn máy nghe lén, ở dưới nhà bắt gặp Ngư Uy ngồi xe về tới, trên xe còn có đàn em của hắn, Quan Tài Đinh. Trước khi xuống xe còn thấy hai người họ thì thầm với nhau. Máy ghi hình ở quầy bar cũng nhìn thấy Quan Tài Đinh nhiều lần tìm gặp Ngư Uy. Vậy tức là Quan Tài Đinh là người đích thân đi xử lý rồi. Tôi thấy thần thái hai người họ nói chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như bây giờ chúng đã vào ngõ cụt, thời gian lại gấp rút, hay là cứ thử theo dõi bọn chúng? Được, thử theo dõi bên mối này đi, hy vọng có kết quả. Thôi này, đi nhảy đi. Quan hô đại ca. Chúng không có lên trên. Trễ một chút rồi kìa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Cô muốn cái gì vậy? Tôi chưa dừng anh. Đừng có đụng vào tôi. Tôi xin lỗi. Cô chịu con đi, con đi. Xin lỗi nha. Đại ca, bây giờ phải làm sao giờ? Cho người đi mua bộ đồ mới đi. Cô lên đầu tắm rửa đi. Đúng là quá đáng mà chính đây người rồi. Nè, mấy căn nhà của Dinh Thổ Qua thu tới đâu rồi? Cũng tạm tạm rồi, còn vài căn chưa có thu được. Có một bà thím với mấy ông bác vẫn không có chịu dọn đi đó. Ê, mấy tên này không thấy quan tài không đổ lệ mà. Nói tới trọng điểm là không nghe được. Nhóm người Quan Tài Đinh sao không có động tĩnh gì hết? Phải kiên nhẫn một chút. Cửa tiệm bỏ trống này gần với cửa tiệm của cô. Hồi nãy chúng ta có cài máy quay phim rồi. Chỉ cần cái bọn lưu manh Quan Tài Đinh đó xuất hiện và kiếm chuyện, chúng ta sẽ xông ra đó ngay. Như vậy chúng sẽ bị bắt quả tang tại trận luôn đó. Tôi có kêu con trai và 2 đứa cháu trai tới đây để hỗ trợ. Tụi nó thanh niên trai tráng, có sức có lực, giúp chúng ta bắt người. Nhất định sẽ bắt được bọn người xấu. Đừng có tha cho bọn chúng. Lúc trước không muốn bọn chúng tới thì tối nào chúng cũng tới kiếm chuyện. Bây giờ muốn bọn chúng tới thì không thấy bóng dáng một người nào. Tới rồi, thì tới rồi. Quan Tài Đinh, lần này cậu không thắng được đâu. Các người có tin thì vui. Lần này cậu còn không tiêu hả? Tôi là chủ cửa tiệm thịt đông lạnh đó. Bọn chúng ép tôi bán tiệm, lần này còn tới phóng hỏa luôn nữa. Nè, chị Mai, sao nhiều người quá vậy? Tên khốn Quan Tài Đinh đó tới phóng hỏa, bị chúng tôi bắt được, bắt quả tang tại trận. Ồ, bắt Phúc làm gì vậy? Đi bật lửa. Bắt Phúc, bật lửa nè. Sếp à, đây là chiếc bật lửa lúc nãy bọn chúng dùng để phóng hỏa đó, là chứng cứ quan trọng đó nghe. Được, cảm ơn ông. Hiếm khi thấy láng giềng đồng lòng bắt cướp như vậy còn bố trí đầy đủ. Đúng là cao thủ trong nhân gian nha.
Chú Quynh, làm phiền anh cất giữ những chứng cứ này vào kho nha. Chà, vừa bật lửa vừa dầu lửa nữa hả? Vụ phóng hỏa dình thổ qua sao? Thông minh quá vậy. Mấy thứ này cũng liên quan tới điểm ô mà. Giống như là bên trọng án đang theo, nhưng mà người phóng hỏa là người của bên Thắng Liên. Chúng tôi thì đang theo dõi Ngô Quy đại ca bên đó, nó bắn qua chúng tôi luôn. Xem ra lần này Ngô Quy hết đường trốn rồi hả? Chắc chắn rồi. Bác Phúc đúng là không hổ danh Sherlock Holmes. Một lần bắt hết tất cả bọn xấu. Đáng đời bọn người xấu đó. Bác Phúc, bác là số 1. Tôi bái phục bác lắm đó bác Phúc. Cho bác một like. Rồi, cái bọn xấu xa quan tại đến này làm đủ mọi chuyện xấu hết trơn. Lần này gặp phải tôi, coi như chúng bị xui xẻo, bị bắt tại trận luôn. Bọn chúng đi tù là cái chắc rồi, nhưng mà xem chúng ngồi bao lâu thôi. Phải đó bác Phúc và các cô chú. Lấy lời khai cả buổi sáng giấc dậy cho các vị rồi. Sếp Nít mời mọi người ăn sáng đó. Cảm ơn cậu Nít. Không cần khách sáo đâu. Ngon quá. Ngon quá. Ăn chung đi. Ngon quá đi. Ăn chung đi. Ăn đi. Chuyện gì vậy? Ba. Hả? Ba có kế hoạch lớn như vậy mà không nói trước cho con biết ha. Nè, con bận rộn như vậy, mấy chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền tới con chứ. Chuyện nhỏ? Bọn lưu manh này đánh nhau chém người quen rồi. Cũng may mà có cảnh sát đi tuần tra gần khu đó đó. Con không cần lo lắng đâu. Từ đầu ba đã cài sẵn mấy cái máy quay và ghi hình bọn chúng lại. Nhìn thấy chúng không có vũ khí mới khi bọn người cùng nhau cầm theo đồ nghề hành động. Xem ra ba không chỉ xem mình là Sherlock Holmes mà còn coi mình là Harrison Ford. Ba tưởng ba quay phong lắm hả? Ba chỉ có hai điểm giống Harrison Ford thôi. Một là tuổi tác, thứ hai chính là dao bén cỡ nào cũng có ngày bị rỉ sét. Cậu Lực à, bác Phúc không hề bị sét chút nào. Bác ấy chuẩn bị hai phương án rồi. Từ đầu đã nói trước với chúng tôi, lỡ như có chuyện gì thì mau mau trốn vào tiệm bán thịt, sau đó thì khóa cửa báo cảnh sát. Bác Phúc nói gọi 999, 9 phút sau là cảnh sát tới. Đây chính là lời hứa phục vụ mà cảnh sát các cậu hứa với người dân. Phải đó, còn không thì gọi cứu hỏa. 6 phút sau đã tới, nói chung nhất định sẽ không sao. Phải đâu. Phải đó. Nè, để tôi nói một câu công bằng nha. Lần này bác Phúc đúng là giúp được việc đó. Không chỉ bắt tài trận quan tài đinh, còn có thể khởi tố được Ngô Quy, đại ca của hắn nữa. Nếu là sự thật thì tôi được tặng bằng khen người tốt việc tốt cũng được rồi. Có mọi người làm chứng cộng thêm vật chứng chắc cũng đủ để định tội quan tài đinh rồi. Riêng về Ngư Quy thì vẫn còn rất nhiều biến số. Lý quan tài, bây giờ vật chứng đầy đủ rồi, vụ này anh có tội là chắc rồi. Phóng hỏa hình phạt cao nhất đó là chung thân hay chưa? Không muốn ngồi tù mọt gông thì hợp tác với chúng tôi. Hai người đứng sau vụ này ra, vậy sẽ có cơ hội chuyển thành nhân chứng được giảm án đó. Ông Lý, ông có quyền giữ im lặng. Tôi nói chủ mưu đứng đằng sau vụ này là tôi, quan tài đinh. Sếp ơi, tôi thích hợp tác với các cảnh sát lắm đó. Sao hả, không hài lòng với câu trả lời của tôi hả? Anh giỡn trò đúng không? Rõ ràng vụ này là do đại ca của anh Ngư Quy ra mệnh lệnh. Anh còn chịu tội giùm cho hắn nữa, ngồi tù chung thân đó nghe chưa? Tôi đốn tiệm bán thịt, không có thương vong, phán chung thân hả? Sếp ơi, anh đừng có chơi tôi nữa mà. Vậy anh nói đi, không thù không quán tại sao lại phóng hỏa chứ? Cái gì mà không thù quán chứ? Tiệm bán thịt đông lạnh của bà già đó là tiệm đen đó, bán thịt vừa hôi vừa mắc, tôi bị đau bụng nên tôi giận quá muốn đốt tiệm của bà đó. Có phải không được hay không chứ? Nói chung không liên quan tới đại ca của tôi, là ý riêng của một mình tôi thôi. Anh xin lỗi, bận việc tới nỗi bị lố giờ cũng không biết. Báo ứng rồi, báo ứng rồi. Ngày xưa thì anh đợi em, bây giờ đổi ngược lại là em đợi anh. Hồi nãy trọng án đưa qua bên anh một vụ án rất nhiều hồ sơ cần phải bàn giao. Nếu như là anh bận thì giờ lại nửa tiếng sau, hoặc là không ăn mình hẹn lại lần sau cũng được mà. Thật mà, hôm nay bắt được kẻ phóng hỏa bị bắt tại trận, bận tới nỗi bốc khói luôn rồi. Bị bắt tại trận hả? Ừ. Chắc chắn có tội rồi. Nhưng mà mục tiêu của bọn anh không phải là hắn, là đại ca đứng sau lưng của hắn Ngư Quy. Người nắm quyền của Thắng Liên Ngư Quy. Em cũng nghe danh của hắn à. Nhưng mà cũng vô ích, con người hắn gian xảo lắm. Lần nào cũng bắt đàn em đứng ra chịu tội thay cho hắn, chứ một lần định tội thành công. Vô tội suy đoán là tinh thần của luật pháp Hồng Kông. Dựa trên cơ sở này, anh muốn định tội loại người này không có dễ dàng đâu. Không được bỏ sót đúng không? Thì chính vì có chế độ này đó, người biết chơi, giết người phóng hỏa cũng có thể thoát tội mà. Anh phải hiểu rằng không có chế độ nào là hoàn hảo. Nhưng anh không thể vì chế độ này bất lợi cho anh thì anh trách nó cản trở anh bắt tội phạm. Kiểu như anh đó là luôn luôn muốn bản thân mình thắng. Xin lỗi. Nghe xem ạ. Có chứng cứ, lần này Ngư Quy chuẩn bị tinh thần sẵn vào tù là vừa rồi. Hôm trước, ở đường Bắc Đế xảy ra một vụ phóng hỏa, tin là có liên quan tới hoạt động của hội tam hợp cùng khu, đã được điều tra tội phạm có tổ chức và hội tam hợp tiếp nhận điều tra.
Với cảnh sát sáng nay cũng chính thức khởi tố hai người đàn ông, trong đó có một người được cho chính là thành viên quan trọng của hội Tam Hợp. Ông Quỷ Lớn, ông có xem báo đài chưa? Cảnh sát bắt Ngô Quy rồi, chính là hắn phụ trách thu mua nhà cũ giùm chúng ta. Đừng hốt hoảng, chúng ta một năm hợp tác với nhiều công ty trung gian lắm, không lẽ ai phạm pháp cũng liên quan tới mình sao? Làm tốt việc của mình thì được rồi. Dạ hiểu. Dặn bia viết một bài báo nói người phòng chúng ta không có biết gì hết, chúng ta cũng là nạn nhân. Còn nữa, nhắn trước cho sếp của báo đài tạp chí cả nước biết, nói Ngụy Đông Hải này không muốn nhìn thấy thông tin tiêu cực của Ngụy phòng xuất hiện ở phương tiện truyền thông nào hết. Được, tôi biết phải làm sao rồi. Có chuyện gì? Anh Phong, có hai vị cảnh sát điểm ô muốn gặp anh. Mời họ vào đi. Anh Phong. Anh Phong Tịch, tôi là đốc sát cấp cao điểm ô Thẩm Di Lực, đây là đồng đội của tôi, sếp Quang. Không biết hai sếp tới đây có chuyện gì không? Tập đoàn Ngụy Phong các anh đã ra một bản hợp đồng thu mua nhà cho bên thứ ba. Người đứng tên công ty thu mua nhà đó là Dương Trấn Quy, biệt danh là Ngư Quy, cũng là nghi phạm vụ án phóng hỏa ở Vịnh Thổ Hoa. Bản hợp đồng cũng do chính anh soạn thảo, vì vậy chúng tôi muốn mệnh về đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Được thôi. Ngụy Phong 2 năm trước bắt đầu thu mua các tòa nhà của đường Bắc Đế, khu Vịnh Thổ Hoa, dự kiến tái xây dựng thành một khu phức hợp cỡ lớn. Cách làm thông thường đó là nhờ công ty trung gian hỗ trợ. Mối quan hệ hợp tác giữa Ngụy Phong và công ty Trấn Quy chỉ có như vậy. Các anh không muốn làm hỏng danh tiếng của Ngụy Phong thì tìm những loại trung gian như Ngư Quy để làm việc xấu xa hả? Nếu như anh bán nhà, biết được người mua là tập đoàn lớn, anh cũng muốn nâng giá cao lên để bán. Chúng tôi nhờ công ty trung gian chính vì muốn né tránh tình trạng này. Còn việc họ mua lại bằng cách nào, giao cho người gì làm, đây là chuyện xảy ra ngoài hợp đồng, chúng tôi không quản được, cũng sẽ không truy hỏi. Anh Phong, ý của anh là Ngụy Phong các anh đối với việc Dương Trấn Quy số 7 phóng hỏa này hoàn toàn không hay biết. Nếu các anh có nhu cầu, tôi có thể cho các anh xem hợp đồng, trên đó đã viết rất rõ ràng. Ngụy Phong là tập đoàn lớn, đội ngũ luật sư ai ai cũng đã tin anh. Soạn thảo hợp đồng sao có thể gánh trách nhiệm với bất cứ hành động nào của công ty trung gian chứ? Nói chung có chuyện gì thì sẽ phủi cho sạch sẽ rồi. Hai sếp à, không còn gì để hỏi chứ? Đồng đội của tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Sếp Nick, sao rồi, có hỏi được gì không? Tên này đã phủi sạch sẽ tất cả các đứt quan hệ với Ngư Quy, không hỏi được gì hết. Cứ nghĩ là sẽ có manh mối, tìm ra người đứng sau lưng Ngư Quy, ai giờ không moi được gì. Tập đoàn lớn như Ngụy Phong này kinh nghiệm phong phú, muốn bắt thóp được chúng thì phải thật kiên nhẫn. Anh Hải, tôi tự rót được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Lính của anh dạo này nổi tiếng quá đó hả? Cái tên ngốc Ngô Quy, làm người nắm quyền như nó, đi thu lại nhà thôi mà, bị mấy ông bà già làm cho rối tung rối mù hết lên. Bây giờ làm cho ban hội của tôi bị mất mặt luôn, còn liên lụy tới công ty của anh Hải nữa. Tôi dùng trà thay rượu, nhận tội với anh. Ngư Quy thì bị bắt rồi, còn người của tôi phải tới điểm ô để hỗ trợ điều tra. Anh tính giải quyết chuyện này như thế nào đây? Tôi đã thuê luật sư giúp Ngư Quy thụ lý vụ án rồi, nhưng mà tôi nói rõ với nó rồi, nếu như có chuyện gì, một mình nó ôm hết mọi trách nhiệm, tuyệt đối không làm liên lụy tới công ty của anh Hải. Vì vậy anh có thể yên tâm kêu người của anh ra tòa, không cần lo lắng. Mấy chục năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều do anh làm giúp tôi, anh nói sẽ giải quyết được, tôi tin anh. Anh Hải à, thật ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng đó. Nhiều năm nay cho tôi cơ hội làm ăn với anh. Nhớ hồi xưa tôi với thằng em họ Bảo Quang còn nhặt phân bò ở đầu làng. Nếu như không phải anh em anh xem trọng bọn tôi, cái gì cũng giúp, tôi đâu có ngày hôm nay. Anh giúp được việc mọi người cùng tốt thôi. Đó là bởi vì anh Hải càng làm càng phát triển lên, còn làm doanh nghiệp nhà đất lớn nữa. Bây giờ bọn đàn em của tôi á, cũng nhờ vào phúc của anh mới có cuộc sống yên ổn thôi. Đáng tiếc anh hai của anh thì mất sớm, em họ của tôi lại càng không có phước hưởng. Ê, uống một ly đi. Anh Hải à, sao vậy, đã ông thông cũng vô ích hả? Là phẫu thuật thấy đỡ nhiều rồi. Cảm ơn đã giới thiệu bác sĩ khoa tim mạch cho tôi. Nếu như không phải vì tim tôi có vấn đề, tôi cần gì giao hết toàn bộ cho tên khốn Ngư Quy này chứ. Bây giờ Hải tôi gặp phiền phức, không biết phải làm sao nữa. Tòa án tối cao. Nhiều công ty trung gian Sơn không chọn, tại sao Ngụy Phong phải chọn công ty của bị cáo số 1?
Có phải các anh đã biết được bị cáo số 1 có lai lịch xã hội đen? Bọn họ làm việc mưu cầu đạt được mục tiêu không ngại là bất cứ gì, bao gồm chỉ thị đàn em đi phóng hỏa đốt tiệm. Nói chung nhất định phải giúp các anh mua được nhà. Chúng tôi chọn công ty này sau khi được ban chấp hành hội đồng thông qua. Hơn nữa trên hợp đồng cũng được liệt kê rõ ràng không được dùng thủ đoạn phạm pháp để thu mua. Nếu như vi phạm, hậu quả tự chịu. Hơn nữa trước đó chúng tôi không biết Ngô Quy có lai lịch hội tam hợp. Bây giờ anh ta vi phạm gây ra những chuyện như vậy, Nguyễn Phong chúng tôi cũng là người bị hại thôi. Anh Lý Quán Tài, cho hỏi anh có quen biết bị cáo số 1 của vụ án anh Dương Trấn Quy ở đây không? Anh Quy thì là bạn của tôi mà. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn ăn cơm chung với nhau. Nhưng tôi không phải là nhân viên ở trong công ty của ảnh. Tôi cũng không rõ công ty của ảnh làm cái gì nữa. Cả không biết anh ấy nhận thu mua nhà đâu. Tôi đâu có nhắc chuyện thu mua nhà. Anh đã dội lấy ông tổ bộ này cắt đứt mối quan hệ với anh ta. Có người dạy nói vậy hay sao? Nói chung thì vụ phóng hỏa này là chính tôi kêu làm, không có ai số 7 tôi hết á. Vậy cô Quỳnh Đông Mai ở tiệm bán thịt có mối thâm thù gì với anh kia chứ? Tại sao anh phải phóng hỏa đốt tiệm người ta? Tiệm của bà ta chuyên bán thịt thối mà, ăn tới đâu đau bụng tới đó, nên tôi mới phóng hỏa đốt tiệm của bà ta thôi. Theo như anh báo thì anh sống ở Vịnh Xài kia mà. Tiệm bán thịt ở Vịnh Thủ Hoa, anh đi đường xa như vậy, từ Vịnh Xài tới Vịnh Thủ Hoa mua thịt đông lạnh hay sao? Ai cũng biết thức ăn ở Vịnh Thủ Hoa rẻ hơn mà. Tôi thích đi Vịnh Thủ Hoa mua đồ lắm. Ra thì ra không được hả? Bộ phạm pháp sao? Anh đi xa như vậy để mua thịt về nhà, hẹn chi thịt dễ bị thiêu đó. Tôi là người làm ăn đứng đắn. Công ty trung gian của tôi có đủ giấy phép kinh doanh, quang minh lỗi lạc mở rộng cửa để làm ăn. Cùng với Ngụy Phong, giấy trắng mực đen ký kết hợp đồng, thu của họ 15 triệu đô chẳng, thu nhà hợp tình hợp pháp. Lý Quán Tài không phải nhân viên công ty tôi, tôi cũng không chỉ thị Lý Quán Tài đi phóng hỏa. Các vị bộ thẩm đoàn, trước lúc lên tòa tôi đã kịp có được phần chứng cứ mới để thêm vào danh sách. Nội dung chính là cuộc nói chuyện của bị cáo số 1 và bị cáo số 2 trong phòng xông hơi. Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu được phát lại đoạn ghi âm này ở trước tòa.沉真相在何？沿路过，围墙会突然撞破，从前那套路被我解锁，逆转的连墙推敲与错过，将尽头有节反动错。迷惑过，围堤会突跳到破，亦砸开始了没法可以停止我。没看左思想飞出天际，再激荡，为了想清楚。沉真相在何？沿路过，围墙会突然撞破，从前那套路被我解锁，逆转的。